Xin chào bạn, bạn đang chuẩn bị làm nhà, bạn cần tham khảo mẫu biệt thự nhà vườn mái Nhật 1 tầng 4 phòng ngủ với tổng diện tích khoảng 220m2 và chi phí hoàn thiện ngôi nhà này tầm khoảng 1.3 thì đây chính là mẫu nhà để bạn tham khảo đây. Vậy bạn hãy dành chút thời gian để xem kỹ video này của mình nhé. Bên ngoài ngôi nhà được thiết kế với hình thức đơn giản và kết hợp với những điểm nhấn màu vàng tạo lên cho ngôi nhà có sự nổi bật đó. Mặc dù cái mặt tiền ngôi nhà này nó được điểm nhấn đơn giản như vậy thôi, nhưng khi cái vẻ đẹp của ngôi nhà thì nó sẽ được bền mãi càng về sau này đó. Nó không hề bị lạc hậu đâu quý vị. Đó. Các bạn nào thấy ngôi nhà này đẹp hãy cho mình xin một nút thích video và một nút chia sẻ để nhiều người có mẫu nhà đẹp nhé. Đó. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và đây cũng chính là ngôi nhà do thầy trò mình đến tư vấn phong thủy và thiết kế cho nhà bác Tuấn có địa chỉ tại Việt Trì, Phú Thọ. Cảm ơn bác và gia đình đã tin tưởng thầy trò NTN đến tư vấn phong thủy và thiết kế nhà đẹp. Cảm ơn bác rất là nhiều. Và quý vị nào mà đang có nhu cầu tư vấn phong thủy và thiết kế nhà đẹp thì xin hãy IB riêng cho mình để được Nguyễn Tất Nhiên tư vấn phong thủy và thiết kế cho quý vị có một ngôi nhà sang trọng, hiện đại và tiết kiệm chi phí cũng như là hợp phong thủy nhé. Bây giờ mình xin phép vào chia sẻ công năng bên trong ngôi nhà để quý vị và khán giả và các bạn có cái nhìn tổng quát cũng như là tham khảo trước khi lựa chọn cho mình một nhà thiết kế rồi hợp lý nhé. Đấy. Ngôi nhà này đang có chiều rộng mặt tiền là 15m2 và chiều sâu của ngôi nhà cũng là 15m2. 15m2 là mình tính cả cái khoảng thò của cái giật khối của cái khối phòng ngủ đầu tiên này cho đến cuối của ngôi nhà. Đấy. Là 15m2. Không gian phòng khách, phòng thờ 62,3m2. Đó. Không gian khách rất rộng luôn, thoải mái. Đấy. Và lại còn được vay mượn không gian lẫn nhau nữa quý vị ạ. Không gian phòng thờ rộng 3m9, sâu 2m1. Phòng bếp, phòng ăn 23,5m2. Lối cửa đi về sau khu vực công trình phụ, vệ sinh phụ phía ngoài cũng như là khu giặt, khu phơi. Vị trí sảnh phụ đi vào đây ạ. Giữa phòng bếp và phòng khách có ngăn cách được một vách ngăn CNC. Đấy. Mặc dù nhiều bác thì có không thích cái sự nhìn trực diện khi mà từ phòng khách nhìn vào phòng bếp, cảm thấy nó không được hay cho lắm và cần có sự riêng tư, thì các bác có thể làm cái vách ngăn CNC như vậy, vừa ngăn cách này. Và có nhiều bác thì lại sợ cái phòng bếp nó mùi nó ra phòng khách thì các bác hay làm vách ngăn CNC này. Nhưng khi mà chúng ta làm vách ngăn CNC này ấy, thì cái không gian của chúng ta nó vẫn đảm bảo được độ vay mượn. Nếu mà chúng ta làm vách ngăn thì chúng ta sẽ lắp kính trắng vào thì nó vẫn có cái cảm giác mà cái không gian của chúng ta nó được vay mượn các vị. Đấy. Mặc dù nó ngăn cách đấy nhưng mà nó khi mà chúng ta có thể nhìn qua cái phần kính trắng thì nó cái cảm giác cái không gian của chúng ta rộng hơn rất là nhiều. Đấy. Phòng ngủ số 1 18,6m2, không tính WC khép kín. Đấy. Riêng cái phòng ngủ này thì thầy cho em mở lối cửa vào đây để tránh cái ánh nhìn mà khi nhìn vào phòng khách nhìn thấy cái cửa phòng ngủ nó về khoa học thì nó không được đẹp cho lắm quý vị. Phòng ngủ số 2 15,2m2. Phòng ngủ số 3 18,5m2. Không tính WC khép kín quý vị nhá. Phòng ngủ số 4 19,7m2. Đó. Phòng ngủ phía sau phòng thờ. Đấy. Cái phòng ngủ này thì thầy em cũng đã chia sẻ rất là nhiều với quý vị và khán giả, cũng như là trong cái buổi tư vấn thì thầy em cũng đã chia sẻ cùng với chủ nhà và cùng phát trực tiếp và nói lên những cái quan điểm mà khi mà ngủ trong cái phòng này thì người già và trẻ em đều có thể ngủ được trong cái phòng này, trừ các cặp vợ chồng trẻ
thì không nên ngủ trong cái phòng này. Đó. Còn các thế hệ như trẻ em, người già đều ngủ và đều học hành cũng như làm việc được trong cái phòng phía sau phòng thờ này, nó không hề ảnh hưởng đến quý vị. Đó. Vừa rồi thì mình đã chia sẻ với quý vị và khán giả cái mẫu mái Nhật một tầng 4 phòng ngủ khoảng 220 mét vuông và chi phí hoàn thiện rơi vào khoảng 1.3 này. Quý vị nào mà đang chuẩn bị làm nhà, có nhu cầu tư vấn phong thủy và thiết kế nhà đẹp thì xin hãy liên hệ BB riêng cho mình nhé. Và video của mình đến đây cũng là kết thúc và chúc quý vị sớm hoàn thành ngôi nhà mơ ước cho gia đình và người thân. Đây là những siêu phẩm của thầy cho mình. Chỉ mong nông thôn mới Việt Nam có thêm nhiều mẫu nhà đẹp và hẹn gặp lại quý vị và khán giả ở video sau.